xin được chào hết tất cả mọi người đúng không ạ? Yeah, mình rất vui khi được có mặt lại lễ hội trung thu của 2022 này. Và sau khi trải qua 2 năm dịch thì bây giờ mình mới được đứng lại tại cái sân khấu này. Và đến đây với mình sẽ gửi bài nhạc đầu tiên là Bốn Mặt Cuộc Sống của anh em mình thôi. Yeah, và xin mọi người lắng nghe. Anh âm thanh cho em xin nhạc lớn lên ạ. Tụi mày nhìn tao sáng như sao, nhìn thấy điện tao phong như lão. Tụi mày nhìn thấy tao trên sân khấu và khán giả hét lên tên tao. Và tao nói sẽ không sao mà. Và nó muốn thấy một ngày nào đó tao trở thành pop star. Tao đâu khi nhìn thấy một xã hội đã dần thôi nát. Tao sử dụng âm nhạc như liều thuốc và tới những lối thoát. Giờ những cánh chim bay trên trời mà cá nhân không phát. Giờ tao lại hơn thua với tụi mày khác gì hồ không em. Xã hội đã ra mày qua đôi giày mày đã bay. Còn mong muốn của tao là giúp đỡ hết những người đang lang thang. Và thế nên tao phải làm việc một cách thật xứng đáng. Và tao cứ phi phạm đi và tin tưởng vì sáng chay. Và ước mơ tiền tài phải bề ngoài sẽ chẳng là thứ đo. Tao cần trâu rồi đến sự hiểu biết. Trong cuộc sống có thể thấy được từng tiêu tiêu. Trong khi tao đã có qua nhiều suy nghĩ. Không cần nhân là những tao cần cho đi. Nhưng mà cảm nhận hết vào bên tai. Anh em gia đình mãi luôn bên vai. Trong khi tao đã có qua nhiều suy nghĩ. Không cần nhân là những tao cần cho đi. Nhưng mà cảm nhận hết vào bên tai. Anh em gia đình mãi luôn bên vai. I'm still looking for good things. Many times I die overdose. Quá khứ đó đã khiến ta phải muốn lên. Đôi khi tao rơi bên xuống hồ sâu. I'm still looking for good things. Many times I die overdose. Quá khứ đó đã khiến ta phải muốn lên. Đôi khi tao đôi mơ xuống hồ sâu. Tao cầm nhận được hết tất cả mọi việc nhìn thấy. Từ cái bút hành như lại còn khác tuyệt vời có vài tờ giấy. Từ là thằng nhóc không có được đồ cái sự tự tin. Bước qua under cầm anh cầu lên mà đồi bung cháy. Tờ lấy theo công suất ra quy đổi thành tiền. Từ đó chắc tao tức nhưng mày thấy tao chẳng sao. Nhìn đi và đôi lúc mày cũng thấy thằng này hiền. Có thể bật mày mọi lúc vì đơn giản đó là tao. Sống theo khả năng đi tìm tới lối khác. Đừng cố mà cản ngăn vì điều đó là không thể. Tao biết đường tao đi nhưng sẽ có điều không dễ. Gửi ra cả thân thể và linh hồn để tới rap tiếp đi. Làm những điều kỳ tích trước khi những điều là lầm sắc hiện thì mày vẫn phải cố thích kỳ. Đối với người thân đừng tỏ ra vẻ khó chịu. Phải tập thay đổi đừng cố chạy mất và sống ở ngay bên trong sự ích kỷ. I'm still looking for good things. Many time I die overdose. Quá khứ đó đã khiến tao phải mua lên. Đôi khi tao rơi mất xuống hố sâu. I'm still looking for good things. Many time I die overdose. Quá khứ đó đã khiến tao phải mua lên. Đôi khi tao rơi mất xuống hố sâu. Rất nhiều ạ.